Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Đã một khoảng thời gian khá dài, trên kênh không lên những video xoay quanh loạt phim Garo. Hôm nay, nhân dịp trở lại này, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn bài review về một phần Garo có khá nhiều phá cách, đổi mới ở thời điểm mà nó được ra mắt. Đó là Garo Yamio Terasumono, với tựa đề Việt là Người soi sáng bóng đêm. Chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhé! Đầu tiên, như thường lệ, sẽ là một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này. Garo Yamio Terasumono là một phim thứ 3 của loạt phim Garo, được biên kịch và đạo diễn bởi Makoto Yokoyama, gồm 25 tập, phát sóng từ ngày 5 tháng 4 năm 2013 đến ngày 20 tháng 9 năm 2013 trên kênh TV Tokyo. Phần phim lựa chọn khai thác một bối cảnh mới cùng tuyến nhân vật hoàn toàn mới, tách biệt so với tuyến phim nhà Saejima ở hai phần đầu tiên. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cốt truyện của bộ phim nhé. Những sự kiện trong Garo, Người soi sáng bóng đêm được lấy bối cảnh tại thành phố mang tên Vol City, một khu tự trị nằm sâu bên trong những cánh rừng, nơi được cho là thiên đường yên bình, đáng sống với mức thuế và phí sinh hoạt rất thấp. Cùng với đó, trường học và bệnh viện hoàn toàn miễn phí. Nơi đây được đứng đầu bởi tập đoàn Kaneshiro và được bảo vệ bởi tổ chức cảnh vệ SG-1. Song, đằng sau vẻ yên bình giả tạo đó, thế lực horror vẫn đang hoành hành, đe dọa tới sinh mạng của con người. Thêm vào đó, nơi đây không chỉ có những Inga Horror, những con quái vật sinh ra từ âm ngã, từ những mặt tối xấu xa bên trong con người, mà còn một thế lực mới gọi là Mado Horror đang chi phối thành phố này từ phía sau. Các Mado Horror không sinh ra từ âm ngã hay Gate. Chúng không thể bị nhận diện bằng lửa ma đạo như cách thông thường. Đáng lo hơn, không chỉ hoạt động về đêm, xuất hiện từ trong bóng tối như các Inga Horror, các Mado Horror có thể ngang nhiên hoạt động ngay cả vào ban ngày. Dogai Ryuga, nhân vật chính của bộ phim, người đã kế thừa bộ giáp Garo bị thất truyền bấy lâu. Ở thời của cậu, hoàng kim giáp lừng danh đã mất đi ánh hoàng kim vốn có. Nhiệm vụ của Ryuga là phải khôi phục lại ánh sáng hoàng kim cho bộ giáp để chính thức được người đời công nhận là một Garo, đồng thời bảo vệ cho thành phố Vol City khỏi những Inga Horror và Mado Horror, cũng như thế lực xấu xa đứng phía sau chi phối thành phố này. Đồng hành cùng với cậu có viêm nhận kỵ sĩ Zen Yakuzure Takeru, thiên cung kỵ sĩ Gai Kusugami Aguri và tu sĩ Rian. Dưới sự dẫn dắt của ma giới tu sĩ Burai, họ cùng nhau bảo vệ yên bình cho thành phố khỏi sự đe dọa của đám horror. Để nhận xét về cốt truyện, như những phần phim trước đó, Garo Yamio Terasumono vẫn đảm bảo tính mạch lạc, cuốn hút của cốt truyện. Phim vẫn được cài cắm những plot twist khá thú vị về thế lực phản diện, được dẫn dắt hợp lý và dần được hé mở khi phim bước vào hồi gay cấn. Việc bổ sung thêm thế lực Mado Horror, một thế lực horror biết dùng não, khiến phim trở nên mới mẻ, thú vị hơn so với các phần phim trước đó. Thêm vào đó, cách mà Yamio Terasumono triển khai bối cảnh cũng rất khác. Nếu các bạn đã quen với bối cảnh ở những phần phim trước, khi các ma giới kỵ sĩ thầm lặng chiến đấu với horror vào ban đêm, không để lộ danh tính, tách biệt với xã hội bên ngoài, thì ở Người soi sáng bóng đêm, các kỵ sĩ, tu sĩ sống giữa đời thường, nơi có cả lực lượng cảnh vệ bảo vệ an ninh cho thành phố và có cả những tương tác qua lại của người dân sống trong thành phố này. Ngoài ra, khác với tuyến phim nhà Saejima mang đậm âm hưởng phong cách kỵ sĩ phương Đông, thì tuyến phim về Ryuga, cụ thể ở đây là phần phim Người soi sáng bóng đêm, mang nhiều phong cách kỵ sĩ phương Tây, thể hiện qua phục trang của các nhân vật, cũng như phần âm nhạc đầy những tiếng guitar, guitar điện, violon và kèn saxophone. Các kỵ sĩ trong tuyến phim này cũng giàu năng lượng, bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, khác với vẻ cool ngầu, trầm tĩnh, nghiêm nghị của những kỵ sĩ trong tuyến phim nhà Saejima. Những bi kịch, mất mát và đau thương vẫn luôn là thứ gia vị đặc trưng không thể thiếu trong loạt phim Garo. Nỗi đau cho những người đã mất đi vì horror và cả nỗi đau mà những người còn sống phải gánh chịu. Ở Garo Yamio Terasumono, sự mất mát, bi kịch được đẩy lên một nấc cao hơn. Các nhân vật trong phim chịu nhiều tổn thương, răng xé cả về mặt nội tâm và thể xác. Có thể nói, bộ phim này nằm top những phần Garo đen tối nhất, nơi các kỵ sĩ phải bỏ lại cả những bộ phận cơ thể trên chiến trường hoặc phải xuống tay với cả những người thân thích nhất của mình để làm tròn sứ mệnh. Tất cả đem tới cho khán giả một trải nghiệm đầy trần trụi, đầy bi tráng xoay quanh cuộc đời của các kỵ sĩ và tù sĩ. Song, có một điều phải lưu ý khi xem phim, Garo Yamio Terasumono là một phần phim rất khác, rất mới mẻ, rất nhiều sự phá cách so với nét truyền thống vốn có của những phần phim nhà Saejima. Bạn nên đón nhận bộ phim này với tâm thế là một làn gió mới, một hướng đi mới cho loạt phim Garo, thay vì lấy những tiêu chuẩn cũ từ những season trước để áp lên bộ phim. Nếu bạn đã quá yêu thích tuyến phim nhà Saejima,
có thể nó sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều tới trải nghiệm xem phim của bạn, tới cách bạn nhìn nhận và đánh giá đúng mực về bộ phim này. Đây là điều mà mình đã từng trải qua. Phải tới lần xem thứ hai sau vài năm, mình mới thật sự có đánh giá công tâm và khách quan nhất dành cho bộ phim này. Sẵn cũng có thêm một lưu ý nữa. Đây là phần phim Garo có nhiều cảnh khỏa thân nhất. Tất nhiên, chúng phục vụ cho việc truyền tải nội dung và tính nghệ thuật của phim. Nhưng hãy chắc rằng bạn xem phim khi đã đủ tuổi và không ngồi cạnh phụ huynh khi xem phim nhé. Điều này là để tránh những rủi ro, sự cố đáng tiếc dành cho bạn. Nhìn chung, Garo Yamio Terasumono là một phần phim khá hay, mạch lạc, nhiều cao trào với tuyến phản diện đa dạng, nhiều sự đổi mới thú vị, tạo cảm giác mới mẻ, đồng thời vẫn giữ được sự u tối, đau thương, bi kịch, vốn là đặc trưng của dòng phim Garo. Cùng với đó là sự phát triển nhân vật rõ rệt, đầy bản sắc mà mình sẽ phân tích kỹ hơn ở phần tiếp theo. Nhân vật đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu sẽ là Dogai Ryuga, chàng trai trẻ đã kế thừa lại bộ giáp Garo thất truyền. Dogai Ryuga được mẹ của cậu gửi gắm cho tu sĩ Burai với sứ mệnh khôi phục lại ánh hoàng kim cho bộ giáp. Do đó, Ryuga đã phải miệt mài luyện tập từ khi còn nhỏ, hàng ngày chiến đấu với Lago, ma đạo cụ của tu sĩ Burai. Ở thời của cậu, hoàng kim giáp Garo đã mất đi ánh hoàng kim vốn có, được cho là bởi Garo tiền nhiệm đã sử dụng hết ánh sáng của nó trong lần đối đầu với thế lực Horror. Nhiệm vụ của Ryuga không chỉ là rèn luyện bản thân đầy gian khổ để kế thừa lại bộ giáp này, mà còn phải khôi phục ánh hoàng kim vốn có cho nó nữa. Ở thời điểm tới thành phố Vô City thực hiện nhiệm vụ, Ryuga vẫn còn là một kỵ sĩ vô cùng non nớt, thiếu kinh nghiệm, khác biệt rất nhiều so với khuôn mẫu vốn có của một hoàng kim kỵ sĩ. Thậm chí, mà đạo luân Zaruba còn tỏ rõ sự khinh thường dành cho cậu và từ chối hợp tác. Ryuga là một chàng trai nhiệt huyết, giàu cảm xúc, giàu quyết tâm. Cậu có thể cảm nhận được tâm tư của người khác thông qua việc lắng nghe những đồ vật mà họ để lại. Cậu có liên hệ mật thiết đối với những ma đô horror trong thành phố. Vì một lý do nào đó, mỗi khi chém hạ những ma đô horror, chúng sẽ phát ra những đợt sóng siêu kích vàng kim, đem ánh hào quang trở lại cho bộ giáp Garo trong giây lát. Đây là manh mối giúp cho Ryuga có phương án để khôi phục lại ánh sáng cho bộ giáp này. Ryuga là một nhân vật khá thú vị với rất nhiều những khiếm khuyết. Do vậy, anh có sự phát triển nhân vật rất rõ rệt, bản sắc, có thể nói là nhất nhì trong loạt phim về Garo, nơi vốn tồn tại những kỵ sĩ đã dày dặn kinh nghiệm thực chiến, khoác lên mình vẻ uy nghiêm, trầm tĩnh. Ryuga luôn đương đầu với những khó khăn, thử thách, không bao giờ chịu khuất phục, đầu hàng, ngay cả trong những tình thế éo le, bi ai nhất. Sự phát triển đầy dấu ấn này của cậu cũng chỉ được thể hiện rõ nhất qua phần phim Người soi sáng bóng đêm, chứ cũng không hề xuất hiện trở lại trong phần Garo Cold Storm. Ở Cold Storm, Ryuga khi đó đã là một hoàng kim kỵ sĩ đúng nghĩa, vẫn còn vẻ nhiệt huyết, nhưng không còn sự phát triển tính cách, nhân vật rõ nét như trước kia nữa. Đồng hành cùng Ryuga có ma giới tu sĩ Rian. Giống với Ryuga, cô cũng còn rất nhiều thiếu sót cần khắc phục. Rian là ma giới tu sĩ hiếm hoi, sử dụng cả ma đạo cọ và súng. Cha ruột của cô từng hy sinh trong một nhiệm vụ tìm kiếm hạt giống Zedom để tạo ra Soul Metal. Sau đó, cô được tu sĩ Burai nuôi nấng từ nhỏ và được ông truyền dạy cho những kỹ năng của một ma giới tu sĩ. Trong các nhiệm vụ điều tra về Mado Horror, Rian thường xuyên cải trang để trà trộn vào hàng ngũ của phe địch. Quan điểm sống của Rian có phần khá thực dụng khi cô chỉ dành sự coi trọng đối với những gã đàn ông mạnh mẽ, giàu có. Đối với cô, những gã trai nghèo không đáng để quan tâm. Qua bộ phim, Rian dần dần nảy sinh tình cảm với Ryuga. Cô cũng đã nhiều lần trực tiếp thả thính, nhưng hết lần này đến lần khác, bị anh chàng kỵ sĩ ngờ nghệch này phớt lờ. Câu chuyện tình cảm của Rian và Ryuga là một đề tài tốn rất nhiều giấy mực của fan, khi nó khá vòng vo, cồng kềnh, gây ức chế và vẫn chưa có kết quả cụ thể. Bởi Ryuga chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ thanh tẩy horror, chứ không để ý hay nhận ra tình cảm mà Rian dành cho cậu. Bởi nên mới thấy, có những cái ngu có thể độ được, nhưng đôi khi có những cái ngu thì không thể nào độ nổi. Cộng sự của Ryuga ở phần phim này còn có viêm nhận kỵ sĩ Zen Yakuzure Takeru và thiên cung kỵ sĩ Gai Kusagami Aguri. Takeru là một tên kỵ sĩ sốc nổi, phong trần, ăn chơi. Cậu có đời sống trụy lạc, thường xuyên qua đêm với những cô gái trong thành phố. Người tà dâm thường có horror theo sau lưng, nhưng chuyện đó không áp dụng với Takeru. Song, Takeru lại là một kỵ sĩ giàu cảm xúc. Sự biến chuyển trong tính cách của cậu được thể hiện rõ nét khi cậu gặp Rui, cô gái trẻ với bi kịch mất cả gia đình vì tụi horror. Bên cạnh vẻ ngoài và tính cách có phần sốc nổi, nóng nảy,
Takeru là một đồng minh đáng tin cậy, luôn sẵn sàng xông pha tiền tuyến để mở con đường máu cho Ryuga và Aguri tiếp cận gần hơn với Horror. Trái với Takeru, Kusagami Aguri lại khá điềm tĩnh và kiểu cách. Cậu là kỵ sĩ có phần trưởng thành và già dặn nhất trong phim. Aguri có cái tôi rất cao và sự tự tôn riêng dành cho trưởng phái bắn cung nhanh Kusagami. Là bộ não của nhóm, anh có đầu óc lạnh lùng và độc lập. Aguri ủng hộ việc lập kế hoạch cẩn thận và tỉ mỉ hơn là lao vào các trận chiến như các hiệp sĩ thông thường. Và anh ta không ngại sử dụng người khác làm mồi nhử, miễn là để hoàn thành nhiệm vụ. Anh ngưỡng mộ với danh xưng Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Tuy nhiên, ban đầu anh thể hiện thái độ bài xích đối với Ryuga và không thừa nhận năng lực của cậu ta. Đồng hành cùng Ryuga, Aguri dần bỏ đi cái tôi cá nhân và mở lòng với hai người đồng đội của mình hơn. Song, trong nhóm kỵ sĩ thì Aguri là người ít được khai thác nhất. Những nét tính cách cũng như quá khứ của cậu khá mờ nhạt, thậm chí nó không hề được khai thác trong những lần xuất hiện tiếp theo. Điều thú vị trong Garo, Yamio Terasumono là việc một nhóm kỵ sĩ và tu sĩ cùng nhau hoạt động, chiến đấu với thế lực Horror, thay vì chỉ một mình Hoàng Kim Kỵ Sĩ đơn thương độc mã, bí mật thanh tẩy Horror trong bóng đêm như những phần phim trước. Về thế lực phản diện trong phim, ngoài Inga Horror và Mado Horror là thế lực đứng đằng sau chi phối chúng. Ở đây, mình sẽ tiết lộ danh tính của kẻ phản diện chính trong phim. Lưu ý, đây là tình tiết spoilers, nên các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi xem tiếp nhé. Kẻ chủ mưu đứng đằng sau giật dây mọi chuyện ở phần phim này, ngạc nhiên thay, không phải là kẻ đã sa chân vào âm ngã, bị Horror nuốt chửng, mà lại là một con người hoàn toàn bình thường, Kaneshiro Tose. Hắn là đứa con ngoài giá thú của Kaneshiro Kensui, kẻ đứng đầu thành phố Vol City và một nữ ma giới tu sĩ bị trục xuất. Tose từ khi còn nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành một kẻ ham mê quyền lực. Hắn sớm biết được huyền thoại về sát lục đấu tương Zedo. Hắn đã đem Inga Horror tới chiếm hữu cơ thể mẹ mình, trực tiếp nhìn cảnh bà ăn sống những vị khách trong ngôi nhà. Tose từ đó ám ảnh, tôn thờ sức mạnh của loài Horror. 15 năm trước những sự kiện trong Garo, Yamio Terasumono, hắn đã tìm ra tàn tích nơi trấn giữ Zedo tại thành phố Vol City. Trong sự kiện các ma giới tu sĩ thực hiện nghi lễ thu thập hạt giống Zedo để về làm Soul Metal, Tose đã can thiệp, ăn trộm những hạt giống, biến ma giới kỵ sĩ Sonchi thành tay sai cho mình và lấy mạng những ma giới tu sĩ sống số. Đặc trưng của mầm cây Zedo chính là cho phép chủ nhân của nó tùy ý biến người khác thành Mado Horror và trở thành tùy tùng trung thành. Hắn cũng là kẻ đã bắt giữ mẹ ruột của Ryuga về, ép bà nuôi dưỡng và sản sinh những mầm cây từ hạt giống Zedo để hắn tùy ý thao túng người khác trở thành tay sai cho dã tâm của hắn. Khi biết được đồ gái Ryuga, Hoàng Kim Kỵ Sĩ đã tới thành phố Vol City, Tose đã tìm cách tiếp cận để biến Ryuga thành tùy tùng Mado Horror hùng mạnh nhất cho hắn. Tose dùng lớp vỏ bọc là một chủ nhà hàng beefsteak với tính cách hòa đồng, mến khách để thu hút và khiến nhóm Ryuga cũng như chính người xem lơ là cảnh giác. Mục tiêu sau cùng của hắn là sử dụng đoàn quân Mado Horror của mình chiếm quyền kiểm soát thành phố Vol City từ tay gia tộc Kaneshiro. Có thể nói, Tose là một phản diện khá thú vị, cũng là sự đổi mới tương đối rõ nét so với những phần phim trước. Không còn là những thế lực Horror cấp cao, những kỵ sĩ hay tu sĩ biến chất nữa, mà chỉ đơn thuần là một người trần mắt thịt mang trong mình nhiều dã tâm. Về phần âm nhạc, như chúng mình đã đề cập ở trên thì Garo, Yamio Terasumono mang đậm âm hưởng miền viễn Tây, với phần background music chủ yếu được chơi bằng những nhạc cụ như guitar, guitar điện, violon và kèn saxophone. Thể loại nhạc chủ yếu được sử dụng trong phim thường là nhạc rock, metal, nhạc đồng quê, dân gian, nhạc jazz và nhạc R&B. Ngoài ra, phần nhạc nền của ma giới tu sĩ vẫn là tiếng sáo đặc trưng. Thêm vào đó, phim có tổng cộng 2 bài opening và 3 bài ending, vẫn được thể hiện bởi nhóm Jam Project. Song, mình không đánh giá cao opening của phần phim này so với những phần phim Garo khác, giai điệu có phần kém thu hút và bắt tai hơn. Về phần hành động, đây là một điểm sáng của phim. Phim được chỉ đạo võ thuật vô cùng tốt, những cảnh chiến đấu rất có lực, động tác thi triển đẹp, cùng những góc máy đa dạng. Thêm vào đó là những pha nhào lộn, đu dây khiến cho những cảnh chiến đấu không giáp của dàn nhân vật trong phim vô cùng cuốn hút và giàu năng lượng. Về kỹ xảo, trước tiên về tông màu, ngoài màu sắc u tối, ít tính tương phản, bão hòa, phim được blend màu hơi ám vàng. Kỹ xảo của những bộ ma rời rác trong phim nhìn khá đẹp, song chuyển động còn khá hạn chế và gượng gạo. Thời điểm lên hình cho những cảnh sử dụng giáp cũng thường không dài, có những tập chỉ xuất hiện chưa tới 30 giây, người xem đôi khi khá hụt hẫng,
giống như chưa kịp lên đỉnh mà đã ra vậy. Sorry children, this is supposed to be a family-friendly channel. Vậy, trên đây là những nhận xét, đánh giá của chúng mình về Garo, Yamio Terasumono. Nhìn chung, đây là một phần phim thú vị, thu hút, nhiều đổi mới, nhiều sự cách tân ở thời điểm đó. Đồng thời vẫn giữ được chất trần trụi, u tối, bi thương như các phần phim trước. Phim đem đến dàn nhân vật chính diện cũng như phản diện khá thú vị và độc đáo. Màu sắc và âm nhạc của phim góp phần xây dựng nên một bối cảnh mang đậm nét viễn Tây, cũng là sự đổi mới so với những phần phim trước đó. Tuy vẫn còn nhiều hạn chế ở mặt kỹ xảo, nhưng phim vẫn đem đến cho khán giả những trận đánh mãn nhãn bởi việc chỉ đạo võ thuật xuất sắc. Nhìn chung, Garo, Yamio Terasumono là một làn gió mới của loạt phim Garo lúc bấy giờ, và tính tới hiện tại vẫn là một bộ phim rất đậm đà bản sắc, giàu chất riêng, không bị hòa lẫn giữa hàng loạt các phần phim Garo lớn nhỏ. Đây là phần phim mà chúng mình rất khuyến khích các bạn nên xem thử để có trải nghiệm mới mẻ hơn về dòng phim Garo. Video từ đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Nhớ like và share video, để lại bình luận ở bên dưới, đồng thời subscribe cho kênh để đón chờ những video tiếp theo nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã hết phong ấn. Cậu là cuối cùng. Joker. Tôi và cậu chỉ có thể chiến đấu.